Theo VTC News, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ chỉ dám ăn vội những suất cơm được chuẩn bị sẵn để đề phòng đám cháy bùng phát trở lại ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Trưa ngày 19 tháng 2, lực lượng tuần rừng của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai phát hiện đám cháy đồi cỏ và rừng trồng tại tiểu khu 286, khu vực Nà Háng thuộc Tôn Xéo Mí Tỉ, xã Tả Van, thị xã Sapa. Đám cháy lan rộng khoảng 30 hectare, trong đó 4 hectare rừng trồng thay thế, 26 hectare chủ yếu là rừng không có trữ lượng, rừng nghèo, cỏ tranh, lau lách và thảm thực bì. Trước nguy cơ đám cháy lan rộng, gần 900 người thuộc các lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai, nhân dân, dân quân tự vệ 4 xã tỉnh Tả Phìn, Mường Bo, Liên Minh và Mường Hoa đã huy động để khoanh vùng, khống chế vụ cháy. Ghi nhận của phóng viên VTC News chiều ngày 22 tháng 2 tại khu vực Vườn Quốc gia Hoàng Liên, dù đám cháy đã được khống chế, nhưng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ vẫn phải túc trực 24/24 giờ để phòng cháy trở lại. Mặt mũi nhen nhuốc, ăn uống khẩn trương, các chiến sĩ và người dân địa phương vẫn phải túc trực tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Họ thay nhau chợp mắt ngay trên nền đất để sẵn sàng nhiệm vụ khi cần.